Hôm nay đến đây là kênh YouTube của Duy Tốc Độ. Kênh này là kênh mới, mình sẽ review về hai chiếc xe hôm nay. Là xe của Duy Tốc Độ. Đầu tiên là xe Duy Tốc Độ, kế tiếp là xe Ly Giang. Đây xe Ly Giang đây. Mình sẽ quay về xe mình trước. Các bạn ơi, mình giới thiệu sơ sơ xe mình. Xe này là độ bô xăng lửa. Có xăng, có bô nhưng mà không có lửa nha. Đầu tiên mình sẽ về phần sau đi, bản số này không có quay. Mâm là, các bạn kỹ nha, đây là mâm zin. Mình tẩy màu ra nó thành màu này. Hơi dơ các bạn, đang trời mưa. Hồi đó màu gì mà tẩy ra màu này? Hồi đó là màu đen. Đây là cái phuộc. Phuộc này nhún nhảy được luôn phải không? Nhún nhảy được luôn, kêu bằng là phuộc Racing Boy RCB. Giá thì có 700-800 ngàn, rất là rẻ. Đây là cây bô. Cây bô này rất là chất lượng các bạn. Bô zin. Để gắn cái này vô cho nó ngầu ngầu thôi. Bô zin, bởi vì nó mới chày nè. Đúng rồi, cái này là tại dắt xe. Rồi, ở sau vậy là hết đó. Tới phần đầu xe. Đây là một cái phần hỗn hợp. Con heo dầu này là heo dầu RCB. Nè, thấy gớm chưa? Nè, rắc rắc luôn nè, thấy không? Đây là hai ngóc titan. Xe mình không có gắn kiến. Như vậy cái cùm này là khủng khiếp hơn nữa. Cùm domino. Ghê không các bạn? Ghê lắm. Bao tay thì kinh gắt. Ghê thiệt. Mua cái yên kinh gắt tặng được cái bao tay. Ghê không? Xe không hợp. Ở đây mình có gắn một con ốc titan nữa, rất là VIP. Đồng hồ. Nói đồng hồ thì đồng hồ zin. Khỏi nói, bật chìa khóa lên nó cũng không lên này đâu. Nó chết rồi. Đây đây, bên đây mới là mắc tiền nè. Đây là cái cùm đồ chơi nè. Cái này đèn nè. Cái này cốt pha. Còn này kèn. Nhanh qua nhanh lại, cái này đá đèn. Nói về phục trước. Phục trước, đây là cũng là một cái phục zin. Mâm zin luôn. Còn đĩa thì cũng đĩa zin. Heo dầu thì cũng zin luôn, không có gì để nói. Còn đây là màu sơn. Đây là màu đỏ candy. Xe này zin, này cũng zin luôn nè. Còn zin luôn. Đây là màu đỏ candy, hợp phong cách thời trang với trẻ hiện nay. Bộ tem này là của đặt bên anh Cử Rằng ở trên chợ Vinh. Đường Nguyễn Thái 274. 274. Đây em rất là đẹp các bạn. Đó. Bây giờ chút xíu mình lấy chìa khóa ra nè cô các bạn coi. Xe mình không có quên nói cái này nữa. Xe này rất là độ các bạn, không có bàn đạp. Đi chơi nào nó lưới cái đưa có bàn đạp đi rồi. Đi lưới luôn hả? Chơi xe bạn nghe nha. Xe zin. Xe mình thấy vậy chứ là phun lửa. Các bạn coi bình xăng nè, mấy lời ghê gớm. Bình xăng lớn các bạn. Đây đây, bình xăng đây nè. Đó. Đây là bình xăng lớn. Đúng không? Xe này mình phun lửa mà có xăng luôn. Thấy vậy chứ chạy hao xăng thấy bà luôn. 50.000 chạy có 3 vòng đứt rồi. Xe zin quay tổng hợp với xe coi. Vài người ơi. Cái là hộp thời trang và phong cách. Thôi đừng quay quần này nha, hơi gắt.